chơi nhá. Được mấy 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 sợi rồi. Nhổ được cơ mà không biết nhổ thôi. Nhanh lên. Múa như thế nào? Múa phải múa như thế nào? Còn quay ngược quay chưa? Im. Ngứa thêm ra bao người. Cứ vậy nhổ tử tế vào. Đây. Lô bỏ rồi, xe đây, bầu đây. Chịt mẹ chưa? Các bạn thích áo như nào nhỉ? Chị thích mua áo mới không? Sang đây chứ, sang đây mua áo như nào bà mợ chứ? Em mua áo gì? Đấy, em mua áo gì? Mua áo gì? Mua áo. Mua áo như nào? Hay là mua váy hay là mua áo? Mua váy. Mua váy á? Váy như nào? Thế mua về phải mặc nhá. Vâng. Happy birthday chú Di. À, em làm sinh nhật không? Dạ. Chú Diêu như nào? Dạ. Happy birthday chú Diêu. Mua cái gì? Mua áo hay mua váy? Mua váy á. Thêm mua váy đẹp nhá. Thế chụt mẹ đi, mẹ đi mua. Mẹ đi bơm nước cho ông nhá. Đi. Bơm nước cho ông này, đi lấy nước cho ông. Đưa lại chai đi này. Mẹ đi lấy chai nè. Ông lấy chai đi cho ông nè. Thank you.
Rồi mời em vào trong quần áo đi. Vâng. Anh có quần áo trẻ con không? Có em ạ. Quần áo trẻ con anh nhớ. Bộ vàng. Thích màu vàng hơn nữa. Không màu vàng thì màu này. Màu này đẹp đấy nhỉ. Đấy, bộ đấy nhiều màu lắm. Cái này cũng đẹp. Đồ dời trên kia. Dạ vâng. Còn những cái trên kia rất nhiều đồ dời. Có số bé hơn em đủ số cũng vừa mới tài. Em lấy cho bà hàng dài em ạ. Lấy cho bà hàng dài. Hàng dài các bà mặc rất là thích luôn. Cứ lấy ra về cho bà xem. Không không vừa thì đổi trả cho anh xong. Vâng. Đổi trả cho anh xong. Cái này chuyển màu như này. Mặt cả. Nó lâu ạ. Mấy màu, đây là màu vàng một. Những chân này cũng được đấy em ạ. Hoặc là cái đấy. Và tháo được mũ em. Các bà không nghe mang ra đổi nhé. Được mà em. Phải bắt. Mà đây anh có cái hàng này, nếu là màu đen chất này cũng được. Ừ, bạn đây là có. Em mặc cái này cho. Bà cũng bằng em à? Bé hơn à? Thế em mặc phải chật chật tí thì bà mặc vừa đẹp. Em mặc chật tí thì bà mặc vừa đẹp luôn. Trả cho anh thoải mái, không phải là đổi bắt phải lấy. Anh ơi, tính tiền cho em ơi. Đây nhé, để em tính cái nào em. Nhà anh những cái này là hàng ngày nhà anh bớt luôn rồi. Đây này, cái này là 100 lấy 90, hàng này 90 lấy 80 này. 90 lấy 80 này. 90 lấy 80 này. Thì thôi thì tóm lại là cái này 90 tất đi. Đấy, 49, 36, 48. 48 32. Vâng. Đấy, bình thường anh bán có cái hơn đấy như thôi. Áo này của ông, hai áo này của ông.
hai áo của ông anh tính 230.000 hết. Một chiếc chất là đẹp lắm. Bình thường hơn đấy nhưng mà thôi. Cầm của anh như thế này, anh chụp, chụp bỏ. Đẹp rồi, anh xả đấy, anh rơi vào thằng xả đấy rồi này. Này, bật như thế 6, 8, 7, 15, 15, 20, 0, 0, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 4, 9, ui dồi. 900 tròn em ạ. 900 tròn. Ừ, 900 tròn luôn. Rồi, anh xin nhé. Xin xong. Đây, để anh trả lại tiền. Anh xin cảm ơn cả gia đình nhé. Vâng ạ. Em về đây. Rồi, anh xin cảm ơn. Thầy nơi cho thắc mắc nữa. Cái nào cũng đông nhau, cái nào cũng có lông. Cái này không có lông mà mày. Không á. Chồng mà. Thôi thân. Thôi để vào đây nha. Để đây thôi nha. Đâu bông thân em mà đây quần đẹp này Hoa, mẹ mua quần đẹp này. Quần đẹp lắm. Đây này, mẹ mua cho em quần đẹp đây này. Quần đẹp đi học các bạn ơi. Đây này. Đâu áo đâu, áo chị đâu. Áo chị không có. Áo đâu. À, mặc quần cũng được. Đẹp thế. Vừa mà. Cái này áo em. Cái này áo em. Mà đã xem đâu đo quần đo quần. Ai cho con lố thì kia. Đâu ngồi, ngồi.
chị Lâu. Ui giời, mùi cái nạc là tinh khiết. Không ngồi đi ngồi lại thì rồi nhé. Ông cho kìa. Thảo. Thảo. Ăn cơm nào các bạn, ăn cơm nào. Không chạy nhau nhé. Ờ sao nên mẹ cho chị đi lấy cái khác, chị đi lấy cái khác. Kiến đâu? Em ơi ăn đây này, quả đây. Cơm đây. Cơm sao đem mẹ ăn cho. Xích, lấy xích sao đem mẹ ăn. Bỏ cái là táo để ăn. Con này là con bay. Con mời bố mẹ ăn cơm nhá. Chôm. Chôm. Bạn ăn chôm. Con ăn thử chuột nhả cái nướng không. Mong ngồi thằng chân lại. Giờ ấy là không thử quay nấu lại nữa nhá. Chuột nhả. Quay chân lại. Nướng. Còn ông nấu nhát. Ngon. Ngon không? Thục Anh ăn cơm rồi cơ. Chờ. Phải ra bà bé. Trai ở thầy mình làm bà tủ. Ừ đây. Chị bà. Có ớt tươi không? Có ớt tươi, có mắc khén. Ờ mắc khén. À tiêu. Nhúc rồi. Ông ăn chấm, ông móc tay. Ông mỏ cương vừa không mất cả không mất bàn được. Ta. Áo vẫn là ta. Chưa rồi chưa đâu khỏi. Mười ba. Tôi chả hay đi đâu răng cầu. Ấm chèn ráo mà nó tỉ huyệt hòa bình. Ăn thịt rồi. Cái này nên ăn vào hoa chuối đắt tẻ. Đó, hôm nay là hai chua. Đó, bỏ thôi. Đồ bỏ ra. Đồ người đen chua. Phải kiểu luôn đấy. Cái mồm được sao cũng cái cay gì cũng chẳng ngon. Nè nè. Quả bé tí đây. Đâu, quả lớn. Phải chấm thêm có thêm mắc khén nha. Mình nhớ không bóng nó không vào. Lật lại. Wow, chọn đi. Đó là giỏi. Đá quả bé tí. Thấy chưa. Biến phong hơn. Phong. Ý.